thịt kho măng. Thịt này đã coi như ướp muối, đường, hành, tỏi, bột nêm, tiêu, hạt điều màu. Đó mình để đây bắt đầu cho nó thấm, cái bắt đầu mình mới xào làm nước màu xong mình xào. Xào xong rồi bỏ măng vô. Măng đã được xào xong rồi cả nhà. Giờ mình bỏ ra ngoài riêng nha. Xào măng mình cho chút đường vô đây để cho măng nó dịu lại. À, bốc khói luôn đó. Quá cỡ bốc khói luôn. Tỏi nó vàng rồi nè, nước màu. Bây giờ mình bỏ thịt vô mình xào. Xào cho nó săn lại. Thịt mình xào hồi nãy giờ nó đã săn rồi cả nhà. Đó. Săn là bây giờ mình đổ cái măng này vô mình xào chung luôn. Đó. Đổ măng vô mình xào chung luôn. Cho nó thấm. Hồi nãy giờ măng với thịt nó cũng đã săn rồi. Đó, rất là ngon thơm phức luôn. Giờ mình cho nước mắm vô nha. Cho thêm nước mắm, hồi nãy cứ ướp rồi thì chỉ cho thêm một chút nữa. Đó. Mình trộn đều nó lên để cho nó thấm chút xíu. Nơi qua đêm cái cây mà ra để quay cái chảo nó chạy tới chạy lui. Nước mắm nó thấm rồi cả nhà. Bây giờ mình cho nước dừa nha. Mình cho nước dừa ngập đi rồi mình mở lửa cho nó riu riu cho nó cạn xuống. Đó, chỉ coi bằng nước dừa không thôi nha. Mình cho nửa chai nước dừa. Màu rất là đẹp luôn. Giờ mình để đây cho nó lửa riu cho nó sôi để nó lục nó chín thịt với lại măng. Đồng hồ mình mới nêm nếm lại. Rất là ngon, cả nhà thấy màu đẹp không? Rất là ngon luôn. Hiện tại trời bên ngoài đó là khoảng 40 độ F. Chắc khoảng 7-8 độ C gì đó. Trời lạnh. Đây. Đây là thịt kho măng của mình hồi nãy giờ nè cả nhà, mình kho cũng được 20 phút rồi. Đó, nếu mà thấy có bọt thì cả nhà hớt bọt nha. Mình coi có bọt thì mình hớt bọt đi. Hớt bọt mình bỏ. Thật ra cái thịt này đó là mình mua gì để mình làm nem cho khách. Rồi mình lạng mấy cái thịt mà dính mỡ này kia nọ đó. Rồi mình ra còn thịt nhiều cái mình cắt cho mình kho cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Đó, trong nhà thôi. Còn thịt kia mình làm cho khách. Đó, bây giờ mình để thêm khoảng 15 phút nữa là mình mới nêm nếm lại nha cả nhà. Đây, thịt mình đã kho được 40 phút rồi. Bây giờ mình cho thêm mấy cái ớt vô. Đó, cho nó đẹp. Hồi nãy mình có nêm thêm một muỗng canh đường với một muỗng, hai muỗng cà phê bột nêm. Nó vừa ăn rồi. Tại mấy đứa nhỏ khoái thích có nước đó. Chứ này để sáng mai mình ăn thì là mình phải hâm tiếp cho nó cạn lại. Ok, chúc cả nhà vui vẻ hạnh phúc nha. Nếu ai thích theo kho theo cách của mình đó thì làm theo mình nha. Ok, mình xin chào tạm biệt ở đây. Hẹn gặp lại. Bye bye.